của lượng bảo quý. Chuẩn đoán là còn ống động mạch. Ống động mạch. Còn ống động mạch hẹp, khế quản gốc. Hai bên. Viêm phổi, dây chấn, suy dinh dưỡng. Dây chấn não. À, vậy có nghĩa là nó nôm na như là đa dị tật bẩm sinh vậy đó. Cái chỗ nào nó cũng bị bệnh hết. Đầu móp, lưng không cong, tay vẫn hoạt động được, có khả năng bình thường. Chân thì yếu, nói chung tay chân yếu nhưng mà đầu móp. Mắt thì lờ đờ, não có vẻ chậm phát triển nha cả nhà. Không khóc không la luôn, có khóc không? Khóc, nó khó chịu, nó khóc lắm, nó hành chị lên bờ xuống ruộng cả đêm vậy á. Mà nó không có, nó, người nó đỡ thì đỡ chút nghe. Nó mà sốt nó hành chị cả đêm vậy á. Vơi vơi cái chân này thấy không? Còn bé này là về là nằm đó luôn, không có làm gì hết. Tay chân đứng cứng ngắc luôn hả? Còn bé này có khả năng này cả nhà. Một tháng rồi bác sĩ nói là bé này nó nặng lắm chị. Dạ. Bé này nuôi cũng như không à, kệ nó dắt nuôi gì sao con mình mà. Dạ. Mình đâu có bỏ được đâu. Dạ. Mình nuôi nó ngày nào hay ngày đó. Bé này nếu mà nó lớn lên không đi đứng bình thường như bé khác đâu, nó vậy á. Đây là 15.200.000 thép đại diện cho tất cả những mạnh thường quân trao số tiền này cho hai vợ chồng nha. Chị cảm ơn. Đây với chị số tiền này rất là lớn. Bây giờ chị không có, bây giờ chị có rồi. Nếu có tiền này nè, chị dặn bé nó khám. Rồi ráng cố gắng đó chị. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là Thép đang có mặt tại thôn Bỉnh Nghĩa thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Hiện tại giờ là 12 giờ 10 cả nhà, 12 giờ trưa cả nhà. Sáng giờ Thép đi thăm mới có một hoàn cảnh chuẩn bị chúng ta đi tới thăm là hoàn cảnh thứ hai. Thì cách đây là Thép nhớ không lầm là ngày 15 tháng 5. Có nghĩa là hơn 3 tháng, Thép đã chia sẻ với tất cả khán giả một cái hoàn cảnh là hai đứa bé bị tật bẩm sinh cả nhà. Thì hai vợ chồng sinh ra hình như là ba người con và trong đó có hai bé bị tật bẩm sinh. Và trong đó có một cái hoàn cảnh là cái bé Út á. Bé Út thì có khả năng chữa trị được. Thì ở video trước thì Thép đã trích tiền của Mạnh Thường Quân ra số tiền là Thép nhớ là lúc đó hình như là 10, để Thép coi thôi, coi cho chính xác nha cả nhà. Cái video đó thì Thép trích ra là 15.014.000 để trao cho gia đình, để cho gia đình đi khám thử cái bé đó có khả năng chữa trị hay không. Thì hôm nay có chuyến ghé qua đây thì Thép quay trở lại gia đình để thăm hỏi thử hôm bữa giờ khám như thế nào, bác sĩ cho kết quả ra sao để mình tiếp tục giúp đỡ gia đình. Thì mời tất cả khán giả hãy đồng hành cùng Thép nha. Ở Bỉnh Nghĩa này thời tiết khắc nghiệt ghê luôn cả nhà. Hiện tại là trời đang rất nắng nhưng mà Thép thấy là ở khu vực này cây đồ rất là ít, ánh mát rất ít. Ở bên đây có cái công ty muối nè, khán giả thấy không? Đó, cái công ty sản xuất muối. Xung quanh ở khu vực này toàn là ruộng muối không? Bà con ở đây là họ cũng, nói chung là bà con ở đây họ cũng làm trong công ty đó cũng khá nhiều. Sản xuất muối mà để muối mình ăn hàng ngày. Em chào chị. Tới nhà. Dạ. Ai, chào chị nha, cơm chưa chị? Ăn rồi, chú ăn chưa? Em á hả? Em chưa ăn, nhưng tranh thủ vô thăm chị chút xíu rồi ăn cũng được. Chồng đi đâu rồi? Ảnh đi làm ở Châu Gọi sao mất máy ta. Làm trong làng mà. Làm trong làng, làm cái gì? Hả? Làm cái gì? Bốc vác. Bốc lúa. À bốc vác hả? Hả? Bốc vác kiểu bốc vác, để tưởng người bốc gì. Là hiện tại là không có nhà hả? Ảnh cho điện mà không bắt máy. À không sao đâu, hai chị em mình nói chuyện với nhau cũng được, không sao đâu. Hôm bữa chị nói với em chị bao nhiêu người con em quên rồi? Bốn đứa. À bốn đứa. Đứa này là anh hai hả? Đứa lớn anh hai, tới anh ba. Đây con đứng lên con. Bốn đứa mà thép nói lộn là ba đứa như cả nhà. Con đứng lên con. Má nữa má. Đứa này nữa hả? Đứa này nữa. Đứng lên con. Cô
Chị là người đồng bào Chăm nha cả nhà. Đứng lên, đứng được không? Được. Ủa? Vậy là bốn con trai luôn hả? Bốn thằng con trai. Có thích con gái không? Biết nữa. Vừa thấy như vậy hết rồi. Ý là chị có thích con gái không? Có thích, nhưng mà thấy cạnh như vậy nó hết rồi. Hết luôn. Hết muốn thích rồi. Vừa mệt lắm. Mệt lắm. Mệt lắm. Mệt ngày mệt đêm. Cả nhà xem nè. Không hiểu tại sao luôn, để đứa thứ hai là bé. Bé này nè nha. Con tên gì? Nam. Cái gì Nam? Nam. À. Tăng khớp nữa. Nam nè. Rồi tới cái bé mà chị đang ẵm là bé tên gì? Quý. 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 Tới tính... Nam rồi tới Quý rồi mới Tiền. Tiền. Tới Tài. Tài. Nam, Quý, Tiền, Tài. Tên cũng khá đẹp á chứ. Đừng có khóc nữa. Nè. Nam, Nam còn ẵm em Nam. Nam đừng có khóc, con đừng khóc nữa nha. Thấy lạ nó sợ. Bé này bao nhiêu tuổi? Bé này học lớp 4, năm nay học lớp 4, 9 tuổi rồi. Lớp 4, mà 9 tuổi, con đây? Đây 7 tuổi rồi. 7 tuổi, vậy là để đứa này xong 2 năm sau mới để đứa này. Đúng rồi. Đó, lớp 4 là 9 tuổi, này 7 tuổi là từ khi mà để tới giờ là 7 tuổi rồi nha cả nhà, là cứ nằm không đi được nha. Cứ bại liệt luôn. Rồi sau con nghỉ mấy năm để đứa này? Nghỉ 2 năm mới đẻ đứa này. Nghỉ 2 năm để ra anh này. Để anh này hy vọng anh là con gái chứ đúng không? Có hy vọng không? Có. Rồi để ra anh trai nữa. Rồi xong mấy năm mới để ra anh này nữa? Anh này 4 tuổi mới có anh này. 4 tuổi? 2 tuổi mới có anh này. Cũng là hy vọng cũng con gái luôn. Hy vọng con gái luôn. Tại mấy bà cô bà dì nói là mình lớn tuổi rồi. Mình tật chăm mình cần có con gái để sau này phụ dưỡng cha mẹ. Đúng rồi. Thôi để đừng có làm gì hết á, để lỡ có hên đứa con gái thì để tiếp đến này bị này nữa. Có nghĩ là chị để ba đứa chị cũng đã quải, nuôi đứa này cũng quải rồi thì cũng chị dự định là không để nữa. Không để nữa triệt sản, nhưng mà gia đình kêu là thôi đừng có làm, để tự nhiên biết đâu ra thêm đứa con gái nữa. Để ra đứa này phục vụ cha mẹ, mình lớn tuổi mình già. Bệnh luôn cả nhà. Có nghĩ là người văn hóa của người đồng bào Chăm á thì họ sẽ mong muốn là sẽ có con gái để phụng dưỡng cha mẹ, bởi vì con gái sẽ đi bắt chồng. Đúng rồi. Còn người Kinh mình là con trai đi bắt vợ, con gái đi bắt chồng của người Chăm. Đúng rồi. Mà trong tương lai là bốn người trai này, là trong tương lai nếu sau này lớn lên cũng là người con gái. Đi cưới vợ hết. Đi nhà vợ hết. Rồi trong tương lai sẽ không có con gái, khổ ở chỗ đó. Rồi sinh ra anh này cũng hy vọng anh này cũng bệnh luôn cả nhà. Trong cái quá trình mà chị mang thai đứa này là chị chia sẻ với Thép là chị cũng làm bình thường á, ở nhà bình thường đâu có làm gì đâu. Nó có làm gì đâu. Mà sao để ra anh này anh bị dị tật, Thép cũng khó hiểu vậy ta. Rồi cái đứa này thì chị đổ bánh xèo nè. Không, có đổ. Có đổ không? Chứ đứa nào đổ bánh xèo? Hồi lúc đứa này thôi. Đứa này thì đổ bánh xèo. Dạ. Bây giờ tới đứa này thì không có đổ, nó nghỉ lâu rồi mà. Dạ. Nghỉ lâu rồi. Nhưng mà ở nhà không có làm gì để nó có cái lý do để bệnh dị tật hết. Hồi đó là mang bầu đứa này là hồi lúc là có thằng đây là bán ván. Dạ. Bán ván đổ bánh xèo. Dạ. Đổ bánh xèo cái bầu thằng đây thì không có bán, không có đổ nữa, nghỉ bánh xèo bán ván không. Hiện tại chị làm cái gì? Ở nhà chăm bốn đứa con đúng không? Hiện tại là chăm mấy đứa này là không có làm gì ngàn nào hết. Chăm mấy năm rồi? Tính ra cũng 7 năm rồi. 7 năm nay là chị ở nhà bó chân, chị không đi làm. Không đi làm gì hết. Chị có một mình anh chồng. Anh chồng làm bóc vác cái gì? Bóc vác lúa, mùa lúa thì anh đi bóc lúa cho anh ta. Còn muối hay có làm còn, muối không? Còn nắng thì đi làm muối. Có muối ngày 24. Mình kiếm chỗ nào mình ngồi cho đỡ mệt rồi chị. Nãy giờ quên để chị ngồi mệt. Sao? Dạ. Được rồi chị, để nó mát ở ngoài là được rồi. Thì con ngồi xích vô đây. Vậy là mùi lúa thì ông bóc vét một ngày 240. Ông làm muối ngày 240. Muối một ngày 240 hả? Là đi bóc muối có đi làm điều không? Nắng thì mình làm mưa mình có làm được đâu chứ. Dạ. Muối mà nhờ mùa nắng à. Ví dụ mà mưa đổ xuống một cái là nghỉ cỡ 10 ngày mới cào được muối lại. Dạ. Nắng to. Rồi thời gian nghỉ đó ông làm cái gì? Thời gian nghỉ thì ai kêu thì anh làm cái nấy. Thì không có ai kêu thì anh đi thả lưới.
Mỗi ngày thu nhập có 240 mà mỗi tháng thì làm được mỗi tháng 20 ngày không chị? Làm muối chắc cỡ 15 ngày đó à. Nhiều khi mình cào xong thì mình nghỉ lại. Dạ. Nghỉ cỡ tuần nó mới có muối lại mình cào tiếp. À. Đâu phải cào liên tục tù tì đâu. Mỗi tháng cào được 15-20 ngày, mỗi ngày 240. Vất vả cả nhà nuôi 4 người. Nuôi 4 đứa con rồi thêm vợ rồi thêm ảnh nữa. Cũng khá. Thêm đủ thứ, tiền sữa, tiền tạ, nói chung là tiền đủ tù tù tì. Ừ, hôm bữa cái video trước em trao cho chị bao nhiêu tiền? 15.200.000. Em nói chị là dẫn đứa con đi khám bệnh, chị có dẫn đi không? Có, lúc dẫn đi là được, và đó được chị 21 ngày. À, đi đâu điều trị 21 ngày? Ở Sài Gòn. Sài Gòn cỡ một tuần bác sĩ kết luận xong xuôi thì thấy nó chặt quá. Một cái giường thôi, ba bé lận. Cho nên xin về để chị bệnh viện tỉnh mình lại. Điều trị cái gì mà 21 ngày? Chị kháng sinh nó ho nó sốt cái nó bác sĩ cho về rồi cái nó sốt lại rồi nằm tiếp à, cho về rồi cái nó sốt lại nằm tiếp. Dạ. Vậy á, có nghĩa là chị đi vô Sài Gòn á đi mấy lần vậy á hả? Đi Sài Gòn được 2 lần. Không, hôm bữa em đưa tiền cho chị 15 triệu á, chị đi mấy lần? Đi 2 lần. Sao lỗ tiền mà đi 2 lần vậy? Đi lần đầu tiên là khám tổng quát. Ừ. Uống thuốc cho chị cho về cái nơi sốt nó. Dạ. Sốt nó ho đi nữa đi tiếp đủ đi không? 15 triệu đủ đi không? Đủ. Trời. Cái đậu là cái bé này này cả nhà, nó bị phổi. Khán giả có nghe nó bé nó kêu khát, nó khò kè kè đó, phổi nó yếu á. Trời mưa trời gió nó khè khè nó. Ừ. Khó cả nhà nghe không? Ừ. Đấy, phổi nó yếu, khán giả nghe không? Đó nó mệt, nó yếu, nó khè kiểu đó quanh năm suốt tháng vậy luôn. Từ lúc sinh ra tới giờ luôn hả? Đúng rồi, hồi lúc mới sinh nó khè lắm, nó vô phòng. À, bao nhiêu tháng tuổi rồi chị? 17 tháng. Ừ. Lấy ra 17 tháng là tao biết bò biết đi rồi ha, giờ nó chưa biết gì hết á. Ừ, cứ nằm liệt như nó. Tương lai của bé này cũng giống như bé này luôn. Liệt luôn, không có bò không lật được luôn hả? Bác sĩ nói giống bé này luôn rồi. Còn cái anh này anh 7 tuổi anh hiểu nha. Nãy mình vô anh cười quá trời cười luôn. Cười không con? Tội ghê, hai anh em nằm đơ ha. À. Có đi vậy bác sĩ nó có chứng bệnh của cháu chui trong bụng chui da vậy không. Ừ. Hết đâu. Bác sĩ cũng bó tay luôn. Trời. Với lại kệ nó bây giờ nó bị đau gì tật bẩm sinh vậy. Ừ. Nói chung là bị về bẩm sinh á nên nó ăn uống nó hấp thu á cho nên người nó không bắt chuyện nổi. Ừ. Thậm chí mình nuôi nó lên một lạng thơ mà nó xuống, nó ho nó sốt nó xuống lạng nữa. Một tháng mà đưa lên có một lạng à. Nó ăn rồi ọt da. Nó ó. Kháng lên có một lạng là bệnh xuống lại. Xuống lại nữa. Là từ lúc tới giờ nó cứ cái thể trạng này nó cứ gì hoài luôn, đâu có lớn đâu. Hoài lớn nổi. Bị phổi thì nó lớn lỡ cả nhà. Không có thở được đâu mà lớn. Ha. Tội vì anh teo teo tay chân anh có chút xíu siêu rồi ha. Ở video trước thì thật sự mà nói thì Thép cũng hy vọng là số tiền 15 triệu đó để đi vào Sài Gòn khám. Không biết là các bác sĩ có cái giải pháp nào để trị bệnh cho bé hay không. Nhưng mà tình hình là như chị nói á, là bác sĩ nói là bé trong bụng mẹ chui ra là đã bị dị tật bẩm sinh rồi. Thì rất là khó để chữa trị. Những cái căn bệnh này chúng ta thường gọi là đa dị tật bẩm sinh. Có nghĩa là tất cả những gì trên cơ thể của bé đều bị dị tật hết. Nói cho dễ hiểu là đa dị tật bẩm sinh nha cả nhà. Đủ thứ cái gì tay chân từ phổi cho tới nói chung là tất cả những cơ quan chức năng trong cơ thể mình là nó bị dị tật hết rồi. Bây giờ là bé này nằm chỗ tả nè, bé này cũng tả nè. Lúc ở video trước thì chị chia sẻ với em một tháng bao nhiêu tiền tả? Một tháng 600 ngàn tiền tả. Hai bé luôn á chứ? Hai bé. Rẻ rồi, có 600 ngàn vậy? Không nhớ bao nhiêu. Không biết bao nhiêu nữa. Là chị mua đó tả đó là 117 ngàn. 117 ngàn bịch. Bịch. Một tháng bịch. Bao nhiêu bịch? Tháng có 3 bịch vậy á. Tháng 3 bịch, 117.
tháng 3 bịch vậy là tháng có 300 mấy ngàn à. Là hai bé luôn. Hai bé là 700 ngàn à. Rồi tiền sữa nữa. Tiền sữa khác, tiền ăn uống về sinh hoạt khác. Tiền sữa bao nhiêu một tháng? Tiền sữa hả? Thằng bé này tháng 3 lon. Mỗi lon bao nhiêu tiền? Mỗi lon là 320. Mỗi lon 320, bé một tháng 3 lon. 906. Con nhìn cô cái gì? Hả? Con nhìn cái gì? Nhìn chú hả? Thấy chú đẹp trai quá, nhìn phải không? Dễ thương quá. Đã quá. Mỗi tháng bé này là gần 1 triệu tiền sữa. Còn bé đó uống sữa không chị? Có. Tháng bao nhiêu hộp? Một tháng cho nó 1 thùng. Thùng sữa không đường á. Sữa mà 5.000 hộp nhỏ nhỏ hả? Không, bịch đó, sữa bịch. Bịch 5.000 bịch cái gì? Thùng 7.000. Thùng gần 300.000. Thùng 300.000. Vậy là hai anh em mỗi tháng là uống một cho 1,5 triệu rồi. Là tiền sữa hai bé này có uống sữa không con? Con có uống sữa không? Lo dạ đâu. Có. Dạ có. Ừ, người lớn nói chuyện với mình phải dạ có nha. À, con là con có uống sữa nữa hả? À, hai ba bữa nói mẹ con thèm sữa cho con xin. Cho xin bịch. À, là mỗi tháng sữa với tả luôn là mỗi tháng 2 triệu rồi cả nhà. Chưa tính ăn uống nha. Hai bé này là uống sữa, có ăn cơm ăn cháo gì không? Bé này thì ăn cháo. Còn bé này uống sữa không à? Bé này ăn bột, ăn pop a, ăn bột với lại ăn bột, cho nó ăn bánh sữa, cái nào nó ăn được mình cho nó ăn, kệ nó có sức đề kháng á. Thấy lạnh tưởng đâu đái ướt cái quần rồi chứ. Nhìn lại mất hồn, chưa có đái. Thép ẩm mấy đứa nhỏ nó hay đái trong quần, hay đái lắm, cả nhà hơn lắm á. Là nó tiền sữa tiền tả không, một tháng là hết là gần 2 triệu rồi. Là hai bé nha, chưa tính hai bé kia nha. Rồi tiền ăn uống nữa, mỗi tháng anh chồng làm một ngày thép tính trung bình nó làm 100 ngàn đi. Tại có nhiều bữa anh không đi làm á cả nhà. Vậy là mỗi tháng ông thu thu nhập bình quân của gia đình là mỗi tháng 3 triệu không chị? Chắc cỡ đó, tầm cỡ đó. Chắc cỡ đó hả? Ừ, cỡ đó. Tại vì con ngày là có làm ngày nghỉ làm mà. Ừ. Bà chị thì ở nhà không đi làm được. Chăm mấy đứa con vòng vòng ở nhà hết ngày hết buổi. Mỗi tháng thu nhập của gia đình của họ có 3 triệu mà trong khi đó họ nuôi con hết. Nuôi con sữa đồ sữa tả không hết 2 triệu, chưa tính tiền con ăn nè, rồi con bệnh nè, rồi tiền vợ chồng ăn uống nữa. 3 triệu sao đủ cả nhà. 10 triệu còn chưa chắc hay chưa đủ. Mà đỡ con cái đồng bào người Chăm ba họ cũng người Chăm hay người rất lây họ cũng sống cũng cơ cực ngày xưa ấy giờ nên quen. Họ cũng biết tiết kiệm quen rồi. Với lại tiết kiệm bước. Cái nào hôm bữa chị nói với em là mỗi ngày mà chị đi làm là chị đi nhặt phân hả? À, lượm phân. Bây giờ hết lượm, bò nó hết nằm vô đây rồi. À hết lượm hả? Hết lượm. Sáng đẩy chiếc xe rùa ra à. Nhặt mấy cục phân bò đem vào. Nếu mà có trời mưa thì bò nó nằm ở vài, mình lượm có chiếc xe rùa. À. Bây giờ bò hết nó nằm. Hết nằm hả? Giờ ở nhà chăm con làm gì hết? Chăm gì? Nấu ăn nấu uống chồng về ăn trưa chứ? À. Nấu ăn nấu uống giặt áo, nói chung là mấy đứa nhỏ ở nhà làm công chuyện nhà. À. À, cái mặt ảnh nè. Nè, cho cô chú xem con nè. Con tên Tiền đúng không? Tên Tài. À Tài. Tài. Tiền Tài. Nè. Mặt ảnh kiểu mà nhăn, kiểu nó ốm mà. Nhìn nó già kiểu như già háp đi cả nhà. Già háp. Kiểu nó mặt nó lớn tuổi rồi mà cơ thể nó không phát triển được á. Phát triển. À. Đây. Ẩm em ơi con. Tăng cất tay cô. Ẩm em. À. À. Rồi qua đây ông này qua đây ẩm tiếp coi. Ẩm. Phá anh cười vậy. Cả nhà thấy không? Ơi. Nhớ ai không? Nhớ ai không? Có đo được tiếng Chăm không? Con nói tiếng Chăm nó hiểu không? Không biết, đâu có nói đâu. Ừ, à, mình nói chuyện nó cười. À cười hả? Nói mình nói nó cười. Cho hồi nhỏ giờ đẻ ra có bú sữa mẹ không? Không, đẻ ra là bác sĩ đặt ổng bơm không à. Hai đứa không có bú hả? Hai đứa không có bú. Ờ. Để nó ngộp á.
cho nên tàu bạc bông. Cái đứa này có bị phổi không chị? Có. Hai đứa bị phổi luôn hả? Phổi hết. Nuôi một đứa này khổ gấp mấy lần nuôi một mình ổng bằng bằng năm đứa con luôn á. Đúng rồi. Nó khổ lắm. Chị chia sẻ nuôi mấy đứa con bệnh như thế này nhiều khi chị buồn. Buồn chứ. Buồn thì cũng có buồn qua mình chứ sao. Yeah. Thì mình cũng cố gắng chăm nó giờ biết sao. Đúng rồi. Chứ anh thật sự mà nói mà nuôi một đứa bệnh là bằng nuôi năm đứa bình thường rồi. Chị nuôi hai, nói chi là chị nuôi hai đứa. Hai đứa là bằng chúng ta nuôi 10 đứa cả nhà. Nhiều khi nó khỏe mạnh thì mình đỡ. Tâm lý của mình vui vẻ rồi. Mà nó mà bệnh thì thôi luôn, suy sụp tinh thần luôn. Giờ cũng cố gắng chăm khó nó chịu suốt vậy. Ngày suốt đêm cứ lên lên xuống xuống hai anh em nó vài. Bằng tuổi người ta tay đây đó tay đây chơi dụ nhau đây chơi còn mình không biết cái gì hết á. Hồi lúc trước chị lên nhà em mấy lần? Lên hai lần. Lên hai lần à? Đúng rồi. Lần đầu tiên gặp chú, lần thứ hai mới gặp chú. Chị đi với ai? Đi với bà cô. Nhà chị nghe ta. Chị nghe người ta giới thiệu sao mà chị biết chị lên? Nghe giới thiệu. À, nghe người ta giới thiệu rồi. Vì chị ấy dặn. À. Nhà kế bên cạnh đây. Tôi dặn mày đi. Rồi bắt đầu cái bà kia bà dẫn đi lên nhà thép. Đúng. Một lần không có ở nhà, qua lần thứ hai gặp chú thép. Gặp em. Rồi em nói thôi bữa nào về, bữa nào em xuống em thăm. Tính ra từ đây mình lên nhà em cũng xa lắm á. Đúng rồi, xa chú. Ừ. Anh chỉ biết nhiều đó thôi. Nhiều đó à. Hai câu nói hoài thôi. Có hai câu đó nói hoài. Bò có đi chăng chưa hay để nha? Bò để chăng rồi chứ. Ba giờ nó mới về. Có nghĩa là hai vợ chồng có vay tiền. Vay tiền nhà nước được bao nhiêu? À 50 triệu. 50 triệu mua bò nhưng mà nhờ người ta chăn, có nghĩa là đi thuê người ta chăn hay cả nhà. Tháng 200 ngàn tiền chăn bò. Mấy con? Hai con mẹ, hai con gái. Bốn con hả? Hai con lớn, hai con nhỏ xíu à. Thì bốn con. Bốn con. Mà thuê một tháng 200 ngàn là rẻ nha. À, tại vì ta lấy dễ. Bốn con bò mà thuê tháng có 200 ngàn à. Ai đi chăn rỉ như ta? Thì ta tới cận cảnh vậy ta lấy có 200. Nếu như mà bốn con bò đó mà ông chồng ông đi chăn á liền. Thì không có tiền để nuôi mấy đứa con, bắt buộc ông phải đi làm. Và mỗi tháng ông phải trích ra 200 ngàn để trả cho cái người mà chăn bò. Bây giờ bò đi ăn rồi không có quay cho cả nhà xem được. Nhà họ ở nói chung cũng đơn giản này cả nhà. Nhỏ xíu vậy hả? Đâu có gì đâu. Có cái tô quy mà thời ngày xưa á. Đây cho mẹ ẩm này, dẫn chú thép đi thăm nhà ấy. Hôm bữa không có đi thăm kỹ. Dạ. Rồi. Mời cả nhà đi vào thăm nhà nha. Đây là cái nhà trên. Dạ. Để cho bé ngủ đó. Có thể cộng chứ. Video trước thì thép cũng chưa có thăm nhà. Để tôi quay coi được không chị? Hư rồi chứ. À hư rồi hả? Nó hư rồi, bữa nó khét rồi, bất hồn luôn à. Chị lấy sữa cho em xem nó uống sữa gì. Ủa trẻ nhỏ nó uống sữa khác mà lớn nó uống sữa khác hả chị? Dạ. Cái này là cho bé lớn hay bé nhỏ? Cho bé nhỏ. À. Bé lớn thì uống sữa đây. À bé lớn à. Bé lớn thì uống sữa đây để lấy tiền nha. Còn sữa đây thì bé nhỏ uống sữa đây. Để. Lớn uống sữa đây, nhỏ uống sữa đây. Đây là của thằng bé nhỏ nè. À. Đây là yến với cù. Ủa cho nó uống yến rồi nữa hả? Nhiều hũ. 35 ngàn. Trời mệt lắm. Nó là đã không có tiền mà cho uống yến. Tiền đâu uống cho nó. Ai cho hay là tự mua? Còn cũng có người trong là ủng hộ nữa. À. Ta trước thay đi ngang vậy ta cho 50. Chị năm bao nhiêu tuổi rồi? 87. Năm 97. Sinh năm 87. À. 87 95. Chị lớn hơn thép một con giáp 12 tuổi luôn. À. Sao chị kia em bằng chút? Thì chị lớn tuổi thì kia bằng chú em á. Chú em à? Kia bằng chú em á. Em tưởng là chị kia em bằng chú. Không, kia bằng chú em chứ nó thân mật. À, kia bằng chú em à, giống là giống người mấy người ở miền Bắc hả? À, ai kia bằng chú đồ hả? Đúng rồi. Ủa cái này là buồn không chị? Cái này lọc hay sao á biết. À lọc hả? Cái lọc gì á, cho chị cũng đeo kìa. Để trừ ma đồ đúng không? Để có sức khỏe mình nuôi con mình. À, người chăm họ hay hay đeo đồ, vậy đó. Hay đeo để trừ ma cả nhà. Rồi cái đây là cái đây là ai ngủ đây? Cái đây là cọc bé nhỏ. À, nhỏ hả? Tư quy thì cũng hư rồi hả? Hư rồi. Còn ở cái này ai ngủ đây? À, có ai ngủ hết. Ừ. Hôm trước em không có vào thăm phòng. À. Cái này là hai vợ chồng hả chị? À. À hai vợ chồng ngủ đây. À.
còn hai cái này là bé nhỏ. Rồi hai bé kia ngủ đâu? Bé hai bé thì nằm ở dưới đây nữa. À. Nói chung là phòng đó có con ngủ đó, là mẹ cha con thì ngủ nhau ngủ đấy. À rồi ok. À. Ở đây nhà bếp hả? Nhà bếp. À. Nói chung là nhà cửa thì nó tuy nó nhỏ nhưng mà đâu ra đó rất là gọn gàng lên nha cả nhà. Vào thăm nhà bếp anh. Đây là nhà bếp. À. Đây là nhà bếp. Ủa nhà bếp sao bỏ giường vô đây làm gì? Anh tại vì giường à. Nó phá. Đây là nhà bếp, còn đây nhà vệ sinh. Đó. Nhà cửa nói chung là gọn gàng, nhỏ gọn. Còn ở trong ở ngoài kia chuồng bò nhưng mà chuồng bò đi ăn rồi. Bò để ăn. Mà chắc video trước thì ủa hôm bữa em tới em có quay cho khán giả xem bò chưa ta? Chưa. Bữa đó cũng đi ăn luôn hả? Bữa đó bò con đi ăn luôn. À, ăn tới chiều nó mới về. 3 giờ mới về. À. Nói chung là nhà mấy vợ chồng ở thì cũng thoải mái á, nhưng con cái nuôi mấy đứa con nó cũng hơi đuối. Cũng may hai chồng nó có căn nhà trước, nếu mà căn nhà sau chắc không có nhà ở đâu. Dạ nhà này nhà... Hai chồng cất trước mới để đứa con mà. À cất trước là mới sinh đứa con ra. Đúng rồi, hai chồng này làm thuê cất trước mới để chứ. Ừ. Nếu mà để chắc mà cất sau chắc không có nhà ở đâu. Dạ. Rồi. Cả hơn cả chục năm nay là hầu bị đuối rồi. Đuối. Từ mà... ngày đẻ ra cái đứa mà 7 tuổi là ta đuối tới giờ luôn hả? Đuối tới giờ luôn. Giờ nó mấy đứa con nó bó cái chân chị lại rồi cũng khó. Phải chi nếu bình thường như người ta mình gửi nhà trẻ đồ đúng không? Khoảng 3-4 tuổi mình gửi nhà trẻ mình đi làm. Còn nó bị vậy thôi chứ sao gửi nhà trẻ ai dám nhận mà gửi. Mà cho ăn cho uống vệ sinh tại chỗ không có ai nhận đâu. Dạ. Thôi chi bên nhà trên đó chị mình nói chuyện tí. Tới giờ nó cười rồi. Cười cái ngày gì hả chị? Không, lúc thì nó cười, lúc thì nó không cười. À. Con học lớp mấy rồi con? Lớp 4. Dạ học lớp 4. Dạ học lớp 4. Cú thép mới dặn mà quên rồi hả? Ừ, học nặng nề. Rồi con có sách vở đi học chưa? Dạ có dạ. Sách vở cũ hay là đồ mới? Mới. Mẹ mua đồ hả mẹ? Chưa. Cái đó là nhà trường phát. À nhà trường phát cho sách mới luôn hả? Nhà trường cho mượn á, cho mượn sách cũ học á, học xong mình trả lại nhà trường. À cũng có vụ cho mượn sách là học là trả lại nữa hả? Có. Là giờ mình lỡ mình xé rách là sao? Nếu mình xé rách thì mình thơ. À xé rách thì đền. Đền. Bé này học lớp 4. Cười cả ngày. Con học trường nào? Dạ trường lớp 4 C. Trường tên gì á? Trường con tên gì? Con không biết. À, ủa chứ con học trường nào con không biết trường tên gì luôn hả? Trường nào vậy mẹ? Trường tiểu học bên đây nè chú. À trường tiểu học hả? À. Lần sau mà con nói chuyện với người lớn ai hỏi gì con phải dạ trước nha. Dạ. Con nhớ không? Nhớ. Dạ nhớ. Dạ nhớ. Ừ giỏi ơi cứ vậy mà. Hàng ngày á là ba nó đi làm là nó ở nhà nó chăm mấy đứa con nó mấy đứa em hả chị? Ồ ba nó đi làm thì nó ở nhà nó giữ, lúc nó đi học thì thơ. À, giữ mấy đứa em cho mẹ hả? Rồi mẹ nấu ăn nấu uống được. Bây giờ mai mốt đi học lại, thứ hai đi học lại. Dạ, là... chị có dự định là bác sĩ ổng nói là không có khả năng chữa trị. Vậy là chị có chắc là ẩm về nhà rồi cho ăn uống được này kia thôi chứ cũng mình cũng không có chữa trị nữa hả? Dạ. Vì bác sĩ nói trường hợp cháu nó tái lại thì cũng nhập viện. Ừ. Cũng điều trị bình thường mà cái kiểu mổ mở và không có được. Dạ. Tại chứng bệnh của cháu là trong bụng chui ra là nói chung là cũng khó. Khó. Bác sĩ nói thì thôi khi nào nó bệnh nặng thì nó trường hợp nó tái lại thì nhập viện. Cũng điều trị cũng. Còn bình thường là cứ để nhà chăm sóc ăn uống rồi tả này kia. Cái khó của gia đình như thế này cả nhà. Mỗi tháng là phải mất tiền sữa tiền tả là 2 triệu. Rồi ăn uống sinh hoạt nữa là mỗi tháng 3 đến 4, khoảng 3 triệu. Chết thép nghỉ 3 triệu chắc không đủ. Chắc phải 4 triệu. Ăn uống đồ này kia nữa là tiết kiệm dữ lắm đó nha. Thì anh chồng thì mỗi tháng anh làm thu nhập bình quân anh có 3 triệu à. Nó nhiều khi cũng thiếu thốn. Rồi chị có đi mượn mà thêm không? Có. Mượn hàng xóm hả? Chị lấy tiền tháng. À. Lấy tiền tháng người ta cho lãi nhiêu tiền? Một tháng là 1 triệu là 50 ngàn.
Bạc là... Bạc 50. 50. Triệu được 50 ngàn. Chị mượn bao nhiêu tiền rồi? Trường hợp ví dụ mơ ảnh có làm ra tiền thì đi mượn 2-3 triệu. Cứ dồn dồn thành 10 triệu. Nhưng mà chị mượn tổng bây giờ, hiện tại giờ thực tế bây giờ bao nhiêu tiền rồi? Thực tế là 12 triệu luôn. À. 12 triệu 500. Rồi chị 12 triệu 500 đó mình đóng lãi bao nhiêu tiền? Là một tháng là 500 ngàn. À, 12 triệu 500 mình đóng lãi một tháng là 500 ngàn. Là nếu mà không trả gốc thì tháng nào cũng phải đóng lãi 500 hết. Đúng rồi, nếu mà mình không trả gốc là người ta nhân lên nữa. À. Con ơi, con qua đây, con đây ngồi với chú nè. 4 tuổi rồi mà không biết nói chứ thép. 4 tuổi rồi không biết nói nữa hả? Nó nói gì như là tiếng Thái Lan thì mình không hiểu luôn á. Mình nói là nó hiểu mà nó nói tiếng gì mình không hiểu luôn á. Sao đủ thuốc bệnh đó vậy? Đông tiếng Chăm nó hiểu. Mình nói mình lấy cái này cái kia thì nó hiểu. Ừ. Mà cái nó nói ra là như tiếng Thái Lan vậy là mình không hiểu luôn. Biết vậy. Vậy là nhà chị đẻ 4 đứa mà chỉ có một đứa đi học nói rồi bình thường thôi, còn 3 đứa bệnh hết. Đứa này nó biết nói luôn. Con mở chú xem bạn, hả mày ra. Hả bán ạ. Hả mày ra. Hả cái miệng to ra. Hả miệng ra chú xem cái lưỡi coi. Biết sao không chị? Hả miệng ra để xem lưỡi à? Cái lưỡi đánh ra được không? Ha ha bên nó hả? Hay là cái lưỡi nó bị chặn xuống dưới rồi. Biết gì? Hả miệng ra chú xem coi. Rồi đánh cái lưỡi lên, đánh cái lưỡi lên, cong cái lưỡi lên. Cong lưỡi cổ nó, cong lưỡi cổ nó. Nè, chị kêu nó nè, hả miệng ra. Cong lưỡi lên. Này này này. Cong cái lưỡi lên. Chụp chụp. Cong như thép này mới là cả nhà. Đó. Cong cái lưỡi lên cho chú xem. Nè nè nè, nhìn chú thép này. Nè nè nè, con nhìn kỹ nè nha. Hả miệng ra. Hả được. Cong lưỡi lên. Cong này. Đúng rồi. Hả này này. Để thép kiểm tra coi. Cái ông này ông bị lưỡi ông không cong được, ông nói được. Đây nhìn chú nè. Nè làm theo chú thép nè. Hả? À. Không cong được hay sao á? Vậy. Chứ chị có để ý nó cong lưỡi được không? Nó có cái cong gì hết á. À, như thế này cả nhà. Những cái bé mà bệnh mà không nói được có nghĩa là nó nghe được, có nghĩa là nó nghe, nó không, nó không phải bị câm đâu nha. Nó nghe chúng ta nói được, nó hiểu được mà nó nói không được. Thì do là cái lưỡi, cái dây lưỡi ở dưới nó không có, mình cong không được. Nó nói ra nó không có tạo ra cái âm thanh được. Nó cứ ớ vậy đó. Nói mình không hiểu đúng không? Thôi là cái lưỡi nó không cong như người bình thường. Thì thép có một cái đứa cháu nó cũng bị trình trệ gì á. Thì bác sĩ sau khi mà phẫu thuật nó cũng rẻ tiền cả nhà. Cũng nghe đâu đó nói là vài triệu à. Bác sĩ sẽ cắt bỏ cái phần nào á, mình không có rõ lắm. Nhưng mà cái lưỡi mình sẽ cong được. Và cong được thì mình mới nói được. Còn bé ở trong tình trạng là không cong lưỡi được thì sao? Mình kêu nó cong lưỡi đâu cong được. Nè làm lại nè. Nè. Đông tiếng Chăm. Nó. Cong lát cuộn. Hả mình ra. Hả mình ra. Con cuộn nè. Hạp bạp. Này cả nhà, hả nhìn cho cô chú nè, hả mình ra. Hạ bạn. To cái họng ra. Hạ bạn đó. To ra. Hạ bạn đó. Bây giờ cái trường hợp của con chị đi khám nó làm chưa? Chưa. Ồ, chưa đi khám luôn nè. Em nói với chị nè. Bây giờ ngày mai á, chị kêu chồng chị nghỉ ấy, hay là ngày mốt cũng được. Kêu chồng nghỉ ấy. Đi dẫn nó đi bệnh viện Phan Rang á, bệnh viện tỉnh mình biết không? Đi khám bác sĩ nói sao mà con tôi cong nói không được. Đấy, thì bác sĩ sẽ khám. Và nếu như trường hợp mà ở bệnh viện Phan Rang mà phẫu thuật được á, thì họ làm luôn. Nó rẻ tiền chứ không mắc tiền đâu nha, mấy triệu bạc à. Còn nếu như họ không làm á, làm mà không được á, thì chị nói em dẫn ra Bình Định phẫu thuật cho nha. Nghe em dặn không? Ngày mai hay ngày mốt là phải đi nha. Con chị là nó không có, nó bình thường, nó không có gì hết á. Nhưng nó chỉ có là không nói được thôi. Nó nói việc mà nó hát được chút thép rồi. Hát cái gì? Nó hát bài thứ nhi được. Nó hát bài thứ nhi á, trong TV á. Nó hát có ra rõ không? Nó hát ra tiếng.
mình nên nói không ra tiếng. Nó hát ra tiếng mà nó nói không ra tiếng hả? Ừ, nó chị, hát. Chị kêu nó hát cho mày em nghe. Nên nó cao ba băng rồi, cao ba băng rồi. Cao ba băng rồi, cao ba băng rồi. Cao, cao. Cao ba băng rồi. Đó, cao ba băng rồi, cao chết nó. Cao ba băng rồi. Cao. Cao chết nó, cao chết nó. Chết nó. Nó ngại nó cao. Nó ngại nó cao. Cao ba băng rồi. Cao bảo nó cao ba băng rồi, cao. Cao bảo chết nó. Cao nó cao bảo đang trường. Một con vịt nữa anh. Cao được. Cao, cao. Ủa sao kỳ vậy ta? Nói con được mà hát được là sao đấy? Nó hát được. Nó hát rõ không? Nó hát rõ. Nó hát có tiếng thì rõ, có tiếng thì không rõ. À vậy á. Rồi bây giờ chị mai chị mốt chị đi dẫn nó đi khám đi. Bác sĩ kết luận như thế nào rồi báo em nha. Thứ nhất là bác sĩ phân rang phẫu thuật không được thì nói em dẫn ra bệnh định phẫu thuật nha. Em còn đang có một cái ca như bé hay như con chị vậy đó. Được không chú? Được. Được hả? Em có một cái ca y như con chị vậy. Đang là chờ ngày đi phẫu thuật lại và bữa em dẫn nó đi luôn á. Nếu mà được thì em dẫn đi một chuyến luôn. Là nó cũng không nói được chứ con chị vậy. Tay chân nó khỏe mạnh nha cả nhà, không bị dị tật nha. Nghị lì ghê lắm nha. Lì nó phá được. Lắm. Phá lắm. Chị biết sao nó phá không? Nó nói không được tất đó nó phá. phá tắt kinh phụng luôn. Nhưng mà phải đi phân rang khám trước đó nha. Cho bác sĩ kết luận như thế nào mình mới biết được mình ấy chứ. Ở video tập trước thì tới thăm gia đình thì xét thấy gia đình khó khăn, cái bé này có khả năng chữa trị này, thì Thép mới trích một số tiền của Mạnh Thường Quân trong ủng hộ quỹ người nghèo ra trao tặng cho bé để đi khám bệnh thử bác sĩ kết luận như thế nào, tại vì nhỏ lớn giờ bé vẫn chưa đi bác sĩ. Thì ở video đó Thép trích tiền của cô Jenny ở Anh Quốc số tiền 1 triệu, vợ chồng chú Thùng và cô Mù 2 triệu, với lại anh Khánh Thành 1 triệu, anh Thanh Quốc 1 triệu, chị Nguyễn Hạnh 500, bé Thu Tây 2 triệu 014 ngàn, vợ chồng anh trai ở Bình Dương 500, chị Ngô Thị Thừa ở Vũng Tàu 1 triệu, cô Kim Cương ở Thủ Đức 2 triệu, Trần Thị Kim Cúc gửi vào quỹ Momo là 1 triệu, cô Nguyễn Thị Mính số tiền 1 triệu, chú Bảy Cây Mai ở Đức Linh 1 triệu, em Mạnh ở Vĩnh Phúc 1 triệu. Ở video ngày 15 tháng 5 thì Thép trao cho gia đình là số tiền là 15 triệu 014 ngàn, đúng không chị? Đúng rồi. Hôm đó thực chặn là bao nhiêu? Là chú Thép cho chặn là 15 triệu 200. À 15 triệu 200, đúng rồi. Thì sau khi đăng tải có nhóm chị Hồ Mỹ Linh đã ủng hộ cho gia đình số tiền là 350 đô la Mỹ, là 8 triệu 050 ngàn cả nhà. Với lại cô Hằng Võ số tiền là 50 đô là 1 triệu 145 ngàn, là ở video đợt 2 á là Mạnh Thường Quân ủng hộ cho chị là số tiền là 9 triệu 195 ngàn, còn đợt 1 là 15 triệu 014 ngàn. Tổng hai đợt là số tiền là 24 triệu 110 ngàn, là tổng hai đợt. Hôm nay em đại diện cho Mạnh Thường Quân trao cái số tiền đợt 2 cho chị nha. Chị Hồ Mỹ Linh này 8 triệu 050, cô Hàng Võ thì 1 triệu 145. Chị sử dụng số tiền để đi khám bệnh giùm em nha. Dạ. Khám bệnh chưa? Hả? Bé lớn hả? Dẫn cái bé bị không nói được, khám bệnh không bao nhiêu tiền hết á. Được mà đi chuyến đi Sài Gòn á. Gần đây là cho Thép nè. Thấy cha mẹ dặn đi khám, khám bác sĩ nói cho như đồng hai á, nói là chậm nói. Mà mình nghĩ là con mình cũng chậm nói vậy nè. Bữa nào mình dặn nó đi chuyến thử. Thì nếu mà khám bệnh viện đây mà chị thấy không ổn thì chị dẫn đi Sài Gòn khám. Chị đi khám thử bao nhiêu tiền, còn chữa nó khác nữa. Khám thì nó rẻ, là có mấy trăm ngàn triệu bạc là khám nó ra bệnh liền. Giờ nó 4 tuổi nó phải nói để nó đi học mà chị không cho nó đi khám. Không có tiền dẫn nó đi sao? Để lâu vậy? Cho nhỏ giờ chưa đi khám. Tại chưa đi tại có người nói là nó chậm nói, nó vậy mà 4 tuổi rồi. Thank you.
7 triệu 8 triệu 9 triệu 9 triệu 200 ngàn 9 triệu 195 ngàn. Đây là số tiền 9 triệu 200 ngàn. Mai chị dẫn bé đi khám thử nha. Mai là thứ bảy. À thứ hai nha. Thứ hai đi. Dẫn đi Phan Rang khám thử. Ừ. Bác sĩ nói như thế nào, nếu mà trường hợp ấy thì mình đưa đi Sài Gòn. Còn mà mổ về mổ để cho nói được á, thì nếu mà ok thì bữa nay em dẫn đi Bình Định mổ cho nha. Rồi em đại diện cho Mạnh Thu Quân trao cho chị số tiền là 9 triệu 200 ngàn. Với lại đợt trước là 15 triệu 15 triệu 014 ngàn nữa nha. Dạ. À, em cảm ơn chú Thép với lại cô chú anh chị ở xa ủng hộ em, rất cảm ơn. Dạ. À, chị cố gắng lên nha. Em xin phép em về nha. Giờ này cũng trưa rồi, cũng làm phiền chị. Tới nhà chị đúng 12 giờ 10 phút luôn cả nhà. À, cảm ơn chú Thép nha. Dạ, cảm ơn mấy. Dạ. Nói chung là cảm ơn ba chú. Dạ, tranh thủ tranh thủ dẹp. Bây giờ mình ăn cơm xong mình đi lại đi tiếp tục đi nữa. Đi nữa. Thôi thôi, ăn cái gì đỡ bụng đi. Không, em ra quán em ăn dạ, được rồi chị. Dạ. Chú Thép đi nha con nha. Ờ, dễ thương không? Ờ, Thép đại diện cho tất cả những đại diện cho chị nè, với lại chồng chị đi làm rồi cả nhà. Cảm ơn tất cả những quý Mạnh Thường Quân rất nhiều nha. Chúc cho đại gia đình Mạnh Thường Quân nhiều sức khỏe. Cảm ơn tất cả khán giả đã luôn quan tâm theo dõi video của Thép nha. Những cái video sau mà nếu mà trường hợp mà con của chị mà đi phẫu thuật được thì Thép sẽ cố gắng hỗ trợ cho họ nha. Bây giờ mình sẽ xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye con. Bye bye. Bye bye. Bye bye.